nào khi nào đi thử máu, đương nhiên tái khám là hết sốt rồi, giảm sốt chứ giảm có thể là giảm sốt hoặc là nó mới hết sốt gì đó, thì khi nào thử máu khi nào không. Đại ca này nó bả bả cái đứa mà đứa đi được hành mới sẽ đập đập sao mình đập cái lúc có suy nghĩ không? Tại giờ ông suy nghĩ thì mốt cũng phải suy nghĩ à? Mình đừng suy nghĩ là bậy nha. Suy nghĩ là bậy làm là bậy. Hả? Không biết làm sao cho làm cho đúng. Hả? Giờ giảm sốt, hát sốt. Nào mình thử máu những cái đứa đó mình khi nào không? Hay là thử hết hay là không thử hết? Không thử hết chắc chắn là sai đó. Hả? Nhưng mà thử hết thì sao? Thì cũng đầu la lắm. Ta nói sao bữa đầu sốt quá trời không thử mà bây giờ hết sốt lại đi thử phải không? Người ta sẽ nói gì á? Tôi đã từng bị một cái người bà đứa đó sao không? Đi thử cái kia mất đi rồi mà thử gà biết à để vào nghe để nó tập bây giờ hai đứa cháu đi chứ mà bảo cũng tự nó sao mà giờ biết cái gì hỏi biết chứ khi nào mình thử một cái nhau mà giảm sốt khi nào mình thử sẽ là phải lựa chọn chứ không phải là cái nào cũng hả khi nào mới biết hả khi có dấu hiệu gì mà liên quan tới giống giống của cảnh báo thì thật ra mới phải định hình là nó có sốt hay không. Nghĩa là trong đầu mình thấy tự nhiên cái mồm tự nhiên thang thang cái gì giống cái huyện bác của sốt huyết thì thật ra lúc đó mình chưa có biết sốt hay không đúng không, nhưng mà có the cái gì đó chứ còn mấy đứa mà nó ổn với gì nhau nó hết sốt nhưng mà nó làm sao nó giảm sốt nhưng mà nó làm sao nó không có than gì mấy cái đó đúng không. Dũng nó cũng chơi nó cũng vui vui nó không có gì của cái đó đó ói ra bụng hay là lừ lừ cũng hẹn thì có thể sao theo dõi thêm mà không bị quán đúng không, chứ lẽ cả nào mốt cứ quay lại thì đều hết. Rồi bây giờ khi mà não nha, cho nên sau này đi được hành làm cho đúng nha, đừng làm bệnh, đừng sót bệnh cho con người ta nghe. Viêm màng não thì ở đây mình có học màng, các cái màng đúng không, màng não ba màng mình thấy ở da đầu mình là ở cái phần xương, sau đó là cái màng màng cứng nha, cái màng nhện vào màng nuôi, mà nuôi là ôm sát cái như mô não phải không. Thì trong cái tình trạng khi mà viêm á, viêm màng não thì thấy là nó viêm ở cái gì, cái màng nhện, cái màng dưới nhện nha, viêm đó. Cái nhiễm trùng trên trung ương là người ta phân theo có thuốc giải phẫu đó, thì tùy tổn thương ở đâu để phân ở đó. Ví dụ như nói là tổn thương màng não thì sẽ là viêm màng não đúng không, còn nếu mà tổn thương nhu mô não thì có cái giải pháp tương ứng là viêm não chẳng hạn, còn ca nào vừa nhu mô vừa màng não thì sẽ là viêm não màng não hoặc là tử đó, thì tùy vị trí giải phẫu tổn thương. Rồi nhắc sơ về tác nhân sinh bệnh học. Tác nhân thường gặp thường là cái cầu, não mô cầu và HI, và vai trò của HI ngày nay là sẽ giảm dần tại vì sao? Cái khuynh hướng, xu hướng của mình là chủng ngừa đó, cho nên là HI vai trò nó giảm rồi. Tác nhân theo lứa tuổi, cái gây tác nhân chung và theo lứa tuổi thì cũng mấy thằng bé áp đảo thôi. Tầm sơ sinh với 2-3 tháng mấy đứa sẽ là cái nhóm giống gốc của sơ sinh. Các cô mới đọc thấy quen không? Mới đọc bài những dùng huyết sơ sinh chưa? Nè, các cô B, rồi từ cũng nam âm, Listeria, Monocytogen đúng không? Mấy cái thằng của thằng sơ sinh đó. Đó. Nhưng mà nó thật sự nha, ta nói xu hướng gần đây á, những cái tác nhân mà nó có thể dịch chuyển về tác nhân lớn hơn. Ví dụ như tầm 2-3 tháng thì nó lại có thể xu hướng, nó gần cái lứa tuổi lớn hơn thay vì nó là cái sơ sinh. Rồi 3-6 tháng HI, nó còn nó còn. Nói chung là càng lớn thì là gì? Là càng tới cầu ha. Cái tổng HI ít hơn, nhưng mà vai trò HI là đã giảm rồi. Và cái thằng kháng thuốc là thường là phế cầu. Rồi, đó là đang nói về tác nhân chung. Nghe đi kịp không? Tác nhân chung. Nghĩa là sau này khi mà em chẩn đoán viêm màng não xong, em sẽ có phần điều trị theo các sinh kinh nghiệm. Mà các sinh kinh nghiệm chủ yếu dựa vào gì? Lứa tuổi, tại vì lứa tuổi sẽ đánh gì? Theo tác nhân theo lứa tuổi, như nãy mình nói bản xong. Nhưng mà cái bản này là cái bản là gì? Ổng theo lứa tuổi đi nha quý vị. Trên những cơ địa này là cơ địa đặc biệt thì đánh theo gì? Đánh theo cơ địa, phải không? Chứ không đánh theo lứa tuổi nữa, có trường hợp không theo chung nữa. Bây giờ là cơ địa đặc biệt. Ví dụ những cái ca mà giờ dịch nổ tủy nè, giờ ra tăng mũi gì đó, chúng ta giữa thì là cái tác nhân mình gặp là phế cầu, HI. Nhưng mà nếu mà xoa ngoại bì thoát vị mà nổ tủy phía sau ngoại bì này nha, thì là thường gặp tụ cầu, tụ cũng năm ăn, đường ruột. Xoa ngoại bì là cái đường thoát nối từ ở cái dịch nổ tủy, nghĩa là cái can dịch nổ tủy qua ngoài da, đó, thường nó thắt lưng cùng cụt á. Cái hình. Thoát vị mà nó tỷ là cái bố thoát vị ở cái vùng cục luôn, thì em hiểu là thoát vị là cái chỗ làm một cái đường thông ở ngoài da vào trong khoang dịch não tỷ thì nó rất hay bị nhiễm trùng, thường gặp đó là tụ cầu. Đây cái hình này là hình thoát vị nè, hình này của trong mắt tôi đấy, còn bệnh nhân tôi gặp tựa tựa ca này luôn,
cái đó không đáng sợ, mấy hai chục tháng mà nó bị viêm mà não mấy lần luôn, nghĩa là có tiền sử viêm mà não tái phát. Thì em sẽ hiểu như nè, hỏi em là viêm mà não dễ bị không, những trục thần kinh trung ương dễ bị không, trợ bị lần là xuyên muốn chết, thấy không, xuyên muốn chết mới bị, làm gì bị mà tới hai ba lần mà có đứa nó bị tiền sử bị vậy luôn á. Cho nên khi mà mấy đứa hiểu nè, cái gì mà tái phát thì sao, ừ sẽ có gì, có cái gì làm cho mày tái phát đúng không, là có bệnh nền gì đó. Mấy đứa có học bài viêm phổi này trước rồi, thật ra viêm phổi nó sẽ có liền với viêm phổi tái diễn, những cái phát nó diễn mấy lần năm vậy đó. Thì ý tôi nói là cái gì mà hay tái phát thì những cái đó sẽ thường ra, thường có bệnh lý kèm theo để cho ra thúc đẩy nó dễ bị tái phát như vậy nha. Và trong cái viêm màng não này thì sẽ có những nguyên nhân nãy mình gặp đó, là những cái hay gây tái phát cho bệnh nhân, chứ những trường hợp trung ương đâu có dễ mà bị mấy đứa xui lắm mới bệnh, thấy không, tự nhiên bị nhiều lần là thấy kỳ rồi đó. Rồi thì cái ca mà bị à, nhớ cái ca đó mới biết nhau, ca đó bị nhiều lần rồi, và khi hỏi lại họ nhà cũng nói có họ, em bé nó muốn cái bớt của mình, ta kêu là cái bớt cái kêu là nó cái mụn mơ ở lưng, cái bớt ở lưng gì đó, thì họ nói là cái bớt này lúc nào nó cũng đã đỏ ướt vậy đó, mấy đứa ướt dĩ dịch mà ướt nha, mà có khi nó nhỏ thì nó to, nhưng mà lại là lúc nào nó cũng có một cái bớt gì ở đây cái lưng của nó như vậy. Và lúc mà mình thấy cái tiền sử vậy rồi thấy nó nhớ gì đó, bắt đầu đè ra chụp em ra thì nó ra cái xong ngoại bì ca đó đó, một cái ca lúc nó học thì rồi gặp một ca như thế. À, cho nên sau này mấy đứa thật ca gặp mà mấy cái ca viêm mà nó tái phát, mấy đứa nhớ hay có cái tiền sử này là phải đi tìm nguyên nhân người ta, còn không được thì chỉ hơn lên đâu á, nghĩa là đi lên phía trên để mà tìm nguyên nhân, chứ đừng có để nó bị nhiều lần đi trị hoài thì người đó ủa quên chưa. Đây xoa ngoại bì khớp vị màng não cực thì thường là tụ cầu nghe được vẫn năm âm, rồi khiếm khuyết trong màng não phục vô lắp những cái ca cắt lắp thì cái chẳng hạn đó, cái cầu đã một cầu cho lên là mấy đứa học bài gì ta, thalassemia hả, học chưa, thalassemia có cắt lắp đúng không, thì hay có cái gì định gì chích ngừa trước đúng không, chích ngừa trước khi đó cũng ngừa trước đó. Cái cầu đã một cầu rồi ghép thận cũng thương, nghĩa là những bệnh Hawking nè đó, một số tác nhân mình có thể về đọc. Sinh não thấp, sinh não thấp những đứa mà nó bị não thủy đó, đặt cái sinh những lưu á, những lưu não thấp mà bụng á, thì nó lại hay gặp từ, nghĩa là cái đó cái đường rất là hay gây nhiễm và nhiễm trùng cho nó, đó là cái sinh từ cái sinh thì là hay nhiễm cái thành tụ cầu ha, nhiễm tụ cầu trước cũng gặp một ca như vậy luôn, như đồng này nó bị ra đó, nó bị nhiễm trùng từ sinh những lưu. Rồi ý tôi nói là cái cơ địa đó hoặc cơ địa đẹp chấn thương xuyên thấu đó thì có thể gặp những cái một số cá nhân này, thì nhắc mấy đứa là cơ địa đặc biệt thì phải tác nhân đặc biệt, nói vậy đi, thì lúc đó không nhớ thì cứ mò đang ngồi lật bài ra thôi, là con gì tác nhân gì theo cái tình trạng như thế. Rồi nhắc một số ý về cái cơ chế bệnh sinh, cơ chế bệnh sinh của nhiễm trùng hàng trung ương, nói nghe cho vui nè. Bây giờ ha, thường những cái tác nhân mà gây nhiễm trùng thần kinh trung ương đó là tác nhân đã dùng kể mấy đường của con nào mới đứt, thường không đây nó là đường của đường nè. À, cái cầu HI nữa, một cầu mấy con nó cũng được cũng ngấp đúng không, cho nên là người ta ở đây ta minh họa như thế này. Thường triệu chứng đầu tiên ở khác của một cái ca viêm màng não á là sốt, ho sổ mũi, nghĩa là sốt cộng trừng ho sổ mũi. Cái ho sổ mũi đó là thể hiện cái gì, cái ngõ vào của tác nhân á. Mấy con đó là mấy con được ngấp thì nó hay như vậy, còn cái thằng não dụ như entero rút những hàng tiêu hóa thì nó lại có thể chảy chẳng hạn, và các triệu chứng gì đó liên quan tới ngõ vào thì nó lại hay rơi vào cái thời gian là khởi phát bệnh. Chứ thường không tự nhiên cái khúc nào cái đuôi cái đuôi của bệnh mà lại xuất hiện triệu chứng đó hết, đó là giai đoạn khởi phát. Và giai đoạn này các tác nhân nó xâm nhập vào cơ thể chủ mà nó qua cái đường hấp trên, được tôi đang nói với là hô hấp nha, nghĩa là con hấp thì nó sẽ xâm nhập tới mũi họng của trẻ, nó nhiễm trùng vùng mũi họng, là cho nên là khi mà nó xâm nhập tới cái vùng mũi họng thì triệu chứng tương ứng với lâm sàng bên ngoài đó là sốt, ho sổ mũi là như vậy á, chứ không phải bực phát tự nhiên nhào vô bao nhiêu tới cái phải mà có ha, không phải đi từ bước. Sau đó sao vô cũng huyết nữa là đi vào máu, và nó xong sao đi theo máu bắt đầu vô tới não rồi, thì đi tới não rồi vô tới xâm nhập màng não thì bắt đầu phải tương ứng cái hội chứng lâm sàng, đó là hội chứng màng não. Ý tôi muốn nói là cái gì nó có a tới b tới c gì ha, chứ không phải bực cái tự nhiên thấy cái đầu ó cái gì cái kia nọ cảm thấy không có đâu, nghĩa là cũng sẽ khởi phát từ từ có triệu chứng gì đó rồi bắt đầu mới rầm rộ mới tiêm khúc sau nó mới tới là biểu hiện của não nha. Cái ban đầu thường là giống cái ho sổ mũi thôi, không đặc biệt thôi, tại mấy tác nhân đó là hiểm hết rồi, và thường dừng lại ở tới xong cái màng não đó. Còn này là không thì bị không này có thể bỏ qua, cái chế này hơi khác. Rồi nãy có nhắc tới là tùy vị trí tổn thương á, mình sẽ thấy là biểu hiện các cái hội chứng sẽ khác nhau, mà biết đó
Ví dụ như là nãy tổn thương khoang để kéo này. Đây à, tùy vị trí tổn thương trên hệ thống thần kinh trung ương của mình, chỗ nào mà mình cái phân khúc mình chẩn đoán này. Ví dụ nếu mà biểu hiện tổn thương ở màng não thì sao? À, vị trí tổn thương màng não sẽ biểu hiện ra lâm sàng là cái hội chứng màng não. Còn tổn thương ở não thì hội chứng gì? Hội chứng não. Hội chứng não có gì ra? Hội chứng màng não bác nói nè. Hội chứng não có gì? Hội chứng não có cái gì? Để đi lâm sàng á thì nên có một cái định thu trong đầu mình là a cái này tổn thương não hay là màng não. Chứ quý vị cứ ngồi chỉ nói viêm não màng não xong về đó là nghĩa là không biết não màng não đi. Để tổn thương não màng não nó có khác nhau. Còn có đứa mà nó bị viêm não nhưng màng não cũng nói rồi, nhưng mà một đứa nó có một cái não hoặc là cái màng não có quý vị hay chỉ nói chung chung nhé. Ủa cái não gì chỉ nói vậy là cái não. Nhưng mấy đứa nguồn gom vô hết cái não màng não mà não chung bật lên cục xong. Không biết gì luôn. Hả mấy đứa? Biểu hiện cái gì là tổn thương não? Hả? Cái gì là tổn thương não? Hả? Mấy đứa là nó đi nội thần kinh rồng. Thấy mấy người gì đó họ biểu hiện gì không bà giả? Bà lấy bài đó nghe không? Biểu hiện đó là dấu hiệu thần kinh khu trú. Là một, nha dấu hiệu thần kinh khu trú. Mấy đứa màng não sẽ không có hiện này, không có hiện này đó. Rồi, biểu hiện khu trú. Còn gì nữa? Biểu hiện cái đó nè, làm gì nữa? Gì đó? Các người bên nội tin mấy ông bà giàu đi sao? Hả? Dạ. Hả? Co giật, đúng rồi, chính xác, co giật. Thường mấy đứa não rất hay co giật. Nhưng mà ngược lại mấy đứa màng não thì sao? Màng não có thể có co giật, nhưng mà không phải là triệu chứng chỉ. Thường gặp đâu nghe quý vị. Giờ còn ta sốt giật bạc bạc luôn thì nó với mình não mũi. Là tại sao? Tại vì em được học bài với mình não mũi. Về cả làng luôn. Cái đứa chuyên gia vậy, càng lại luôn. Hoặc không gì, với não mà não. Không đủ hết trơn luôn. Không thầy cô thích nghĩ gì nữa. Không, thầy cứ nói cả hai. Ý tôi nói là cái giật nó hay đặc thù của thằng não quý vị ơi. Con ta giật quá, ta giật luôn quý vị. Cái chuyện nó với mình não mũi. Nó rất là vô kiên. Chứ nghĩ gì cũng nghĩ nhiều. Cứ dính cái não là được. Rồi gì nữa không? Co giật rồi dấu hiệu thần kinh khu trú, còn dấu hiệu gì nữa mấy đứa? Hội chứng não. Còn gì nữa? Tại không nhớ cái ông bà già vô nằm ở nội kinh bị như nào mất trời, cái gì có đi thực tập không? Hả? Nhanh quá ha, bay mất hết trơn, qua trại khác nó viết bài khác vô. Xót sập, bị viết hết. Sao? Sao mấy đứa? Trời đó, có một cái mừng tượng gì luôn. Sao mấy đứa? Họ sao? Trời, họ có tỉnh táo không? Có quý não bịch gì nổi mà tỉnh. Để gì? Để, trời, thay đổi tri giác, đúng không? Còn mấy đứa não này người ta sẽ dùng từ là rối loạn tri giác. Rồi hoặc có thể là thay đổi về hành vi tác phong mấy đứa. Có đứa là không phải đến nỗi mà nó lơ mơ mê. Mới biết gì không? Nó thay đổi về hành vi tác phong tính cách đó, đó. Dù bình thường thì ít nói thì bên đây nó nhiều lên. Nhiều cách gì lạ. Hoặc là sao bình thường thì linh hoạt thì bữa nay ủ rũ. Chứ mà thay đổi hành vi tác phong. Kiểu gì đó cảm thấy tâm thần của nó ha, đó là biểu hiện tổn thương não. Rồi tủy sốc ha, cái loạn cơ vòng kia nữa chẳng hạn, thì đó tùy tổn thương ở đâu mình sẽ có hội chứng tương ứng. Và nhưng mà nói nghe nè, một ca biểu hiện mà hội chứng não có chắc chắn bị viêm não không? Không, rõ ràng mấy ông bà già ở trong mấy cái thần kinh họ đâu phải bị viêm não đâu, họ bị xuất huyết não đúng không? Cho nên là để nói viêm não, viêm màng não và viêm tủy gì đó thì phải có gì, có cái cục bên đây nè, cục bên đây nè, đó là cục gì? Cục nhiễm, đúng không? Nhiễm thì thường thể hiện ra lâm sàng là có sốt hoặc là cộng trừ cái gì? Hội chứng nhiễm trùng, đúng không? Hội chứng nhiễm trùng. Nhưng mà bé nhất mấy đứa phải có sốt thôi đi ha. Chứ người ta tưởng nó viêm não không mà không sốt thế là sao? Nó kỳ, đúng không? Nhiễm trùng gì mà không có sốt cũng kỳ, nhiễm trùng này nặng chứ bộ. Nó rất là kỳ đó ha. Hội chứng nhiễm trùng của mình là gì? Sốt cao, môi khô, lưỡi bẩn, vẻ mặt nhiễm trùng, nhiễm lặt khác, đều nhiễm trùng, nhiễm lặt đó. Còn cái vẻ mặt nó như thế nào, nhiễm trùng, nhiễm lặt như thế nào thì để gặp bệnh nhân mới thấy được thôi. Có đứa thì thấy được khác lắm mấy đứa. Lúc vô ha, lừ đừ nhìn nó sao á, thì đang có những trùng độc á. Mà em hút một liều kháng sinh vào sáng sao thấy tỉnh queo luôn. Mặt nó tươi hẳn luôn mấy đứa. Nghĩa là ôi khác lắm. Cái mặt hết những trùng nó khác. Còn mặt những trùng rất là khác luôn. Cho nên là đi lâm sàng hãy ráng nhìn. Còn muốn nhìn được thì ra phải theo bệnh nhân. Lúc vô sao, sao đó sao đáp ứng ra sao. Rồi. Nhớ nghe. Hội chứng hôm nay hội chứng màng não có gì đây? Hội chứng màng não phụ thuộc vào tuổi bệnh nhi thời gian. Đây, hội chứng màng não. Như lại của mình đây.
hội chứng màng não thì tùy lứa tuổi nha quý vị. Sơ sinh thì sẽ giống như nhiễm trùng huyết sơ sinh vậy đó, nó ná nhau, nó cũng quý vị thấy là sao, lừ đừ quấy khóc bứt rứt và rên rỉ, trẻ không khỏe đó nha. Còn là bướu kém ọc sữa, sốt khác thì sao, khó phọc nha, rối loạn các phản xạ nguyên phát, có thể co gồng co giật gì đó 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 đó, giật giật này, giật giật là hay gặp mấy đứa nhỏ nhỏ, nếu như mà não mà nhỏ sơ sinh của Nhi nó hay có co giật. Chứ còn mấy đứa lớn thì này, cái co giật nó lại không hay gặp ở khi mà não này, có thể có hoặc không mà ít nè, tỷ lệ ít thôi. Còn mà mấy đứa mà giật bật gì hoài thì sao, thì não đó. Rồi Nhũ Nhi thì sao, cũng thay đổi về thi giác đó, cũng biểu hiện quấy khóc lên lỉ tức tức bức tức gì đó, muốn kéo bọc sữa cũng tự tự vậy đó, có thể có cổ rượt ha, khóc tộc. Đương nhiên rồi, đứa nào còn khóc là phải vớt cái khóc liền, cắt cái khóc đúng không, và có thể có cổ rượt. Mấy đứa biết từ sao đây cổ rượt cộng trừ không, cộng trừ là tại vì nó không có giá trị, nhưng mà tại sao hả, có đứa không, thật ra mấy đứa này biết gì không, từ từ đố mấy đứa này, dũng lấy tưởng tượng Dũng Nhi là như thế, có thể tầm 10 mấy tháng. Ở em thấy khác một đứa 10 tháng em khác, mà em gặp cổ em có tự tin em khác cổ rượu không? Thật sự nó có thiện sự cũng biết khó chứ. Nhiều khi nó khóc cái gì nó ngọng, nó chống tay mình cũng không biết thật sự nó hơi bị khó. Cho nên là chỉ chứ nó nếu có được thì quá tốt, nhưng mà chỉ sợ là nó có tin cậy hay không, tin cậy với gì chứ mình khác hay không. Cho nên là cái cộng trừ là vậy, nó hơi khó lường lắm nha. Mà tôi gặp một đứa 18 tháng vậy đó. Mẹ nó nói sao mà mấy nay nó sốt, nó lừ đừ, nó hơi lừ đừ, nó quấy, nhưng mà nó bây giờ giống như mình cảm giác là nó nghiêng bên đây qua là nó khóc, nó đau vậy không. Mẹ nó nói vậy đó, chỉ nhìn một bên cũng vậy, giống bị đau cổ này ra cái ca đó không biết gì không, khóc vẫn phẳng nha, mà chỉ chứng là ọc bú kén đi, sốt cao lên, rồi bà cảm giác như nó cứ nhìn bên mà đúng là đúng đó tôi nhưng mà mình ghét mình dụ nó để bên đây, nó quay bên đây là nó khóc bên đây, hiểu không, nó đau hay sao đó, dấu hiệu đó đó. Mà ca đó mà bị cái là nó đi sinh Sài Gòn, cuối cùng lên Sài Gòn biết ra gì, giật giò nó cái cậu ca đó viêm mỡ cái cậu mình mấy tháng rồi chắc được cô gượng chắc chịu luôn nó cứ khóc gượng như gượng gì, nhưng mà cảm giác nó đau cổ thiệt khi mà nó quay một bên rồi còn lại là nó khóc à. Rồi trẻ lớn mấy đứa trẻ lớn thì sẽ sao, hội chứng mà não sẽ rõ ràng dễ như mình này nè, nó là gì hả, cơ năng than thở gì mấy đứa, nhức đầu, ngôn ngữ táo bón, hay cái tinh chứng mà não không, còn gì nữa sợ ánh sáng đúng không, hay quay mặt cái bóng tối tôi thấy còn súng gì đó, nghe cái ánh sáng như một cái thước đao với nó, chứ nó hay quay cái bóng tối. Rồi khám gì, cổ cứng cổ gượng, cái cứng kia lô lôi ra đó không, đó là hội chứng mà não ở trẻ lớn rất là điển hình đúng không, có trẻ nhỏ nó hơi ấy thôi chứ trẻ lớn thì nhỏ, và lại nó cũng hợp tác, bạn có hiểu không, để được cái sự hợp tác như vậy đương nhiên mấy đứa này sao, mấy đứa mà não tỉnh không mấy đứa, thường là nó tỉnh, nó đâu lý do gì mà lơ mơ mê đâu nha. Cho nên là gặp lơ mơ mê thì thôi đừng gì, đừng có ngồi áp thị vô mà não quá nha. Rồi triệu chứng thì nãy nói rồi, theo lứa tuổi nha thì nó thể hiện cái hội chứng màng não sẽ khác nhau đó, nãy mình nhắc rồi. Phù gan thị thì là dù ít gặp, của viêm màng não đơn thuần nha mấy đứa, thường vô thị là hay gửi cái gì, cái khối cắn chỗ nha, áp xe hoặc là tụ mủ hoặc là xuất huyết hoặc là cái u gì đó nha. Cận lâm sàng đối với ca viêm màng não em sẽ làm cái bi lông nhiễm trùng, mà nhớ là gì, nhớ nên làm một cái cấy máu nha. Nếu biết sao nhiều khi á, cái chọc trời đi sống mình không làm được ngay thời điểm mà mình chẩn đoán đó, thì mình nhớ ít ra mình cũng có một cái cấy máu nha, cái xét nghiệm máu, cấy máu trước khi mình cho kháng sinh thì vẫn còn vớt vát được ha. Chứ không thôi là em cứ chích kháng sinh xong rồi em mới đi chọc giòn thường, cái qua âm tính mình không có tìm được một cái manh nha nhiễm khuẩn nào ha, mình không có cấy được cái gì hết. Dịch não tủy, dịch não tủy này để nói cái phần này cái sao đâu rồi, những cái slide nó hơi lộn xộn. Dịch não tủy thì đầu tiên mấy đứa coi gì để phân tích não tủy nha, mình coi màu sắc mờ hay đục thì dễ nha, nhưng mà não mủ, nhưng mà trong là mấy đứa phải hiểu nha, trong là trong veo nha, trong vắt ha, trong như chảy suối nha, trong veo á. Tại sao vậy, lúc mà tôi đi tôi nói ủa sao tôi thấy ca nào cũng trong hết trơn mà, nhưng mà vấn đề mới hiểu không, trong mà trong mắt luôn thì nó hơi đục, nghĩa là không hơi tiếp, ta đã xếp là đục mà chứ không phải là đòi nó đục, mà nhìn nó đục lợn cợn gì luôn cũng gọi là đục nha. Rồi cái màu và vàng trong thường sẽ gặp trong xuất huyết cũ hoặc tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh, mấy đứa sơ sinh thường hay cũng thấy màu này. Và vàng mờ thường là lao màng não nè. Rồi à, còn nếu mà tình huống mà có máu thì sao mấy đứa, có máu để mình phân biệt tình huống chạm mạch mấy đứa. Nếu mà mấy đứa chọc giò ra ha, mấy đứa thấy sao ta,
dịch, nó tỉ dịch mà tỉ nó ra mà nó quện với cái màu đỏ nó quện vô thì thường là chạm mạch. Còn bạn thấy ra mà màu đỏ là đỏ đều luôn, đều giống như nó pha sẵn rồi thì thường nó là xuất huyết, nha, xuất huyết nhện đó. Cho nên mình nhìn là tùy cái nước nó ra như thế nào mà đỏ như thế nào mình sẽ đoán được. Chạm mạch là giống như màu màu trắng mà đỏ nó pha quện nha, nó quện vô. Còn kia đỏ giống như lắc sẵn màu đỏ luôn rồi là xuất huyết nhện. Rồi chỉ với cái cách đọc thì nó tỉ ít ra lý thuyết là được kể rồi nha. Tới đi năm sàng mà giả sử không có ca nào đi mà không gặp cái ca như nào mấy mình cũng được đọc nha. Nhưng mà ngã thực ra thi có thể sẽ không, nghĩa là đi thi xin lỗi, đi học thế không có gặp, tại vì biết không, bệnh ít cái đi không nghe lúc mình đi không có ca nào lấy gì mình trình. Nhưng mà đi thi mà có thì cỡ này cũng cho thi đó, thấy không, nó trong chương trình học mà nên có đi học học không gặp nhiều, đi thi bị nhớ đi thi nhớ. Nhưng mà cơ bản một bạn mà có nắm lý thuyết, ví dụ phân tích gì nó tỉ mình đọc được chứ sao không đọc biết đọc được thì mình cũng có thể trả lời được không anh thôi. Bây giờ chỉ thôi nè, đường đường thì mình hay so với đường đường máu mới đó, nhưng mà chuẩn là gì, anh đi chọc giờ đi sống mình lên hút máu liền trong thời gian đó đó. Thì đường nếu mà gọi là đường giảm thì nó giảm hàng ba hoặc một hoặc hai so với đường huyết cùng lúc, thì cái tùy tài liệu một hai cũng hàng ba nữa. Thì nó là đường giảm thì hay gặp do gì, do vi khuẩn là mũ á, thì đường vi khuẩn hay xài sử dụng đường thấy là đường sẽ giảm nha. Ở đây là đường giảm là thường gặp là gì, viêm mảng mũ đúng không? Còn cái mức cao hơn chút thì có thể là viêm mảng mũ hoặc là những trường hợp phơi bị ha, một hàng siêu vi mà cũng thấy đường hơi giảm nha, nè, ít gặp hơn á. Còn mà đường giảm thì hàng đầu là viêm mảng mũ, có thể là lao mà não nè. Rồi nói về đạm nha, đạm tăng mà tăng rất ít thì sao? Cái lỗi 100 năm tăng rất ít có thể là viêm màng não siêu vi. Nhưng thật ra những mà cái viêm màng não mũ sớm cũng thể là đạm nó cũng nhiều chứ. Còn mà đạm mà tăng nhiều thì thường là viêm màng não mũ ha, viêm màng não mũ và đặc biệt luôn là cái gì ít gặp hơn là lao, lao đạm cũng tăng nhiều đó nha, lao đạm tăng nhiều. Cho nên là gặp mà dịch chọc dịch ra mà thấy đạm tăng nhiều đặc biệt đạm á thì hãy nhớ đó nha, mũ hay là lao ha, nhớ tìm là lao. Tại sao cái gì không, nãy mình nói dịch não tỉ của lao thì màu gì vàng mờ, nhưng mà xin thưa quý vị hả, có khi không gặp là làm sao, nghĩa là không bắt được cái màu vàng mờ, nghĩa là nó không có màu vàng mờ rồi có cấm là lao màu não không, dù nó chưa đến mức độ đó. Thì em có thể là thấy một cái dịch mà không trong, có nghĩa là dịch nghĩa là mô tả gì thì nhìn vào sắc dịch là không gì đặc biệt luôn á, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn tìm được lao màu não, nó là gì vậy vào gì không, ấy mới nói xong vậy vào gì, tự nhiên là thấy cái đạm tăng một cách đặc biệt nha. Cái đời mà cái gì cũng dịch vàng mờ vàng chanh, trời ơi ở đâu mà đẹp dữ vậy, không có đâu ha. Rồi tế bào mà thường tăng nhiều thì là gì, là của mũ. Nhưng mà nhiều là nhiêu, chúng tôi nói đạm tăng nhiều thì giống mũ thôi, nhưng mà tăng rất ít thì tăng ít thì có thể mũ xốp cũng hoặc là siêu vi viêm màng não siêu vi. Nhưng mà về tế bào nè, tế bào bạch cầu nè, bạch cầu viêm nhiệt tủy thường không có nha, thường không có bạch cầu trong nhiệt não tủy. Và cái con số người ta cho phép gọi là có lưu lạc vài thằng bạch cầu trong đó là mấy con hả, 4-5 con gì đó, mấy đó nghe. Còn cái mốc từ 5 lên thì cẩn thận nghe, mốc trên đó là coi như bất thường đi đó. Thì bây giờ mà nó là tăng mà tăng nhiều là giống mũ thì nhiều là bao nhiêu là nhiều, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 con số nhiều là số gì, ngàn, nhiều rất nhiều lắm luôn á. Thì thực tế rồi mình gặp bệnh nhân sao, mấy đứa vậy không biết, không hay thấy số ngàn không biết. Nhưng mà không phải không thấy số ngàn là không phải mũ nha, có khi là gì nè, cái số thấp hơn thì thấy nè, vẫn có thể là khi mà não mũ giai đoạn gì sớm thì cái gì đâu mà nhiều hả quý vị, sớm thì cũng có gì nhiều hết nha. Nhưng mà nhiều quá thì đương nhiên là nghỉ mũ rồi đó, nhiều quá thì phải mũ. Số nhiều quá là con số 1000 nha, chứ không phải là 200, 300 đâu nha. Đó thì giả sử như này cô có hỏi mình thì mình cũng biết phân tích con số mà thường nghe mũ mà nó nhiều là theo như lý thuyết mình học đó là 1000. Rồi con số ít hơn thì có thể là gì, mình tự phân tích nè, ít hơn là gì, là mấy chục vài trăm, có thể là gì, cũng có thể là mũ đúng không, mũ giai đoạn sớm, nhưng cũng có thể là phải tăng nhận khác nó siêu vi chẳng hạn nha. Hoặc là có thể là viêm não thì có thể đạm nó tăng rất nhiều mà tế bào nó tăng cũng mấy, nó thì nó không tăng đâu, mình não mà chứ phải mà não đâu đúng không. Rồi nhưng mà mình sẽ thấy là cái thằng quai bị để thằng vô nhiên kỳ cục lắm, một thằng siêu vi nhưng mà sao đường vẫn có thể giảm, đường giảm gì, đường giảm tạo bạch cầu vẫn có thể đó tăng, mà tăng rất gì, rất nhiều. Nói chung là nhìn nó sao, tưởng nó là một con vi trùng không, dù gì nhau
TV mà mày đặt cái bộ là bị trùng. Đó là qua biển nha. Đó thì ý tôi mới nói là quên, chưa nói thành phần bạch cầu nữa. Thành phần bạch cầu đang nói là số lượng tổng số lượng bạch cầu thôi, không cho gì nó kỹ. Bây giờ thành phần bạch cầu thì sao? Nếu mà ưu thế về neutron thì mình nghĩ gì trong đầu? Vi trùng. Mà ưu thế liên phôi thì mình nghĩ gì? CV mình hay nghĩ như vậy nhưng mà mình có đúng hết không? Không, chắc chắn không có nói chứ. Bây giờ ưu thế neutron vẫn có thể gặp ở giai đoạn sớm của những đứa của CV, giai đoạn sớm vẫn có thể ưu thế neutron. CV nha, nghĩa là đa nhân trung tính vẫn có thể ưu thế giai đoạn sớm cái thằng CV. Và ngược lại liên phô ưu thế thì vẫn có thể là mũ. Mũ gì? Mũ cục đầu. Cục đầu là sao? Là đã xài gì? Xài kháng sinh rồi. Cái dịch não tủy này mình chập dò sau khi sử dụng kháng sinh. Và mình tình huống này rất hay gặp khi khoa nhiễm di đồng. Mình hay dò sau khi mình xài kháng sinh 1-2 ngày gì đó ha, ít cà mà mình cái chuyện mà chập dò trước kháng sinh. Cho nên mình hay thấy liên phô ưu thế, nhưng mà đừng vì liên phô thế mà nói nó là không phải mũ nha, hiểu không? Mình lại nói nó CV. Liên phô thế thì mình hay nghĩ CV nhưng không phải, nó thế xưa thế là một, cũng có thể là liên phô thế lại có khi thế lại, đúng không? Và neutron nãy nói neutron thế thì sao? Neutron thế có thể gặp trong, thì mình nói mũ thì thường là mũ đó, nhưng mà có thể là giai đoạn sớm của CV, nhưng cũng có thể là giai đoạn sớm của lan là màng não, nó vẫn có thể neutron giai đoạn sớm hơn đó. Cho nên đừng tự bỏ nha. Nha, cho nên lúc đó là mình phải bài phải thấy một điều là gì, thì nó tủy nó chỉ là mang cái thiết lưỡi chứ không phải là tiêu chuẩn vàng để mình nói ngủ hay không ngủ đâu. Rồi chỉ định chập dò đi sống, chỉ định chập dò đi sống, nhắc sơ lại khi nào chập dò đi sống đi. Thường sẽ có 3 chỉ định chính trên lâm sàng. Khi nào, nhắc lại đi. Khi mà mình có nghi ngờ những cái nhiễm khuẩn thần kinh trung ương là chắc chắn mình sẽ chập dò rồi. Với một cái gì nữa? Số kéo dài không rõ nguyên nhân, với cái mà hay gặp ở sơ sinh đó là nhiễm trùng huyết, đúng không mấy đứa? Nghĩa là một ca mà người ta chẩn nói nhiễm trùng huyết sơ sinh, người ta hay cho chỉ định xét nghiệm kèm theo đó là chập dò. Tại sao? Thì có mấy chục phần trăm nhiễm trùng huyết có kèm gì? Nhưng mà não phải không? Điều kiện phát sinh sẽ dài ngày hơn. Rồi, nhớ mấy chỉ định này để đi làm, để thực tập mình nhớ thì làm. Chống chỉ định thì mấy bạn tự con đi ha. Tao đừng sợ nhiều á, nó lỏng huyết động hoặc là trong máu nè, co giật chưa kiểm soát, chưa hết nha. Mấy ca đó thì mình phải ổn định cái tình trạng đó rồi thì mình mới chập dò. Thôi tới phần điều trị đi. Nguyên tắc điều trị kháng sinh trong viêm màng não mũ chắc chắn luôn, này là một cái tình trạng cấp cứu nội khoa, tránh trì hoãn ha. Khi mà nghĩ tới là phải điều trị liền. Tránh kháng sinh được chọn phải là loại diệt khuẩn và có khả năng thấm qua hàng rào máu não, và nên là thấm tốt. Tôi nói tại sao là nên thấm tốt, không phải là bắt được có thấm tốt. Tại vì có những ca mà không có lựa chọn kháng sinh nào khác thì mình, ví dụ như nếu mà nó thấm không được tốt đó, mình sẽ có cách nào đó để mình điều trị với cái kháng sinh đó. Ví dụ liều, ta sử dụng liều ca. Ví dụ em có thể coi cái độ thấm của kháng sinh, như nó có một cái bảng nó sẽ tính là tự ca lên. Độ thấp của kháng sinh qua hàng rào máu não thì người ta có phân hàng rào máu não bị viêm và không viêm. Thì có những kháng sinh, ví dụ mình thấy cephalosporin á, những thằng đó thực sự nó không tốt chứ. Độ thấp không tốt nhưng mà ta vẫn xài nó đầu tay trong điều trị nhiễm khuẩn thần kinh trung ương. Và chính vì như vậy, vì nó thấp không tốt nên người ta làm, người ta bớt cái nhược điểm, người ta làm như thế, người ta tăng liều. Cho nên mình thấy là tại sao trong viêm màng não xài liều cephalosporin liều cho tới nóc luôn á. Ví dụ như những cái ca nhiễm trùng khác á, tiêu hóa hay gì đó, mình xài liều 100-150 đi, cefotaxin đi, thì trong não là phải xài liều 200-300 luôn, em gấp đôi gấp ba nó luôn á, rất là ghê, xài liều rất là cao. Nhưng mà không phải kháng sinh nào cũng phải tăng liều cũng được nha, không có kháng sinh không tăng được, không thể tăng liều được. Ví dụ vancomycin nó độc tính thì kêu quá, thì không phải cứ mình muốn tăng là tăng là không được, thì có một số tình huống như vậy đó. Rồi nghĩa là kháng sinh được chọn phải là loại diệt khuẩn có khả năng thấm qua hàng rào máu não tốt. Kháng sinh được dùng đường tĩnh mạch thì chắc ăn rồi, phù hợp với độ nhạy cảm đương nhiên luôn đi, độ nhạy cảm của vi trùng, và không giảm liều trong xuyên suốt quá trình gì điều trị. Mấy biết như thế nào không? Khi mà cái màng não viêm á thì độ thấp thuốc là sao? Mấy đứa thử sạch mặt đi nha. Độ thấp thuốc của kháng sinh á thì người ta thường là để so sánh cái bảng mà lúc viêm mà lúc không viêm, mình thấy lúc viêm độ thấp thuốc nó sẽ sao? Ít hơn là nhiều hơn hả?
nang viêm thì nó hút tốt hơn. Cho nên là khi mà điều trị giảm viêm rồi thì không được giảm gì, không được giảm liều vậy đó, liều cao thì lao liều cao cái nóc từ từ là dài dài luôn, không có giảm liều nha. Nghĩa là tại khúc sau nó càng khó lắm, liều cao là chơi liều cao luôn, không giảm liều. Khi mà bệnh nhân cải thiện cũng không có những liều, vẫn có liều sử dụng liều. Rồi đây một số lựa chọn về kháng sinh giảm mô cầu HIB, CFA3. Phế cầu thì thật ra hồi trước mình sẽ xài Bini, mà giờ hầu như mình thấy nó cái phương hướng nó khác, mình xài CFA3 mà nhớ là liều cao nha. CFA3 liều cao và người ta cũng không thật sự là ta ưu tiên CFA3 cefotaxim hay là ceftriaxone. Một số tài liệu họ vẫn ưu tiên ceftriaxone đối với phế cầu. Một số cái đọc thì cũng có như để bằng luôn đó. Và đối với những ca kháng thuốc, những cái ca kháng trung gian mà những ca kháng luôn á, kháng với kháng thuốc kháng CFA3 đó thì người ta sẽ phải phối hợp với vancomycin. Phối hợp chứ không phải là bỏ CFA3 nha. Mình biết tại sao kháng bỏ bà nó rồi để gì, phải không? Để nó kháng nó rồi mà. Nhưng mà em vẫn có thể em thấy một cái phế cầu kháng thuốc đối với viêm phổi người ta xài vancomycin không. Mà tại sao đối với não thì người ta lại là phối hợp, người ta cộng, người ta không có bỏ cộng nha. Nếu như sao mà cô nó không thấm tốt, nó không tốt giống như là giống kiểu hiện nay hiểu gì cộng chứ, nó nghĩa là thằng nghĩa là ấy chứ vẫn để ta không xài đi. Trong khi mà nếu mà hô hấp á, hô hấp có gì thấy là con cô đi không à, đi mình cái thuốc mình xài con cô mình còn này thì đi cả ha. Đó thì tùy tác nhân mình đó, ví dụ như Lister mấy thằng sơ sinh nên nó hay đánh ăn bi với người ta, phải không? Tùy tác nhân. Pseudomonas đó mấy thằng mà những của bệnh viện hay xài ceftazidime. Rồi tùy tác nhân. Rồi ở đây nhắc tới cái chuyện là dexamethasone. Dexamethasone hay mấy cái xài cọt trong những trường hợp là hơi hạn chế nha. Người ta nhắc tới dự phòng những cái biến chứng tiếp, những cái biến chứng tổn thương thần kinh của thằng HIV thôi nha. Chứ còn phế cầu là đang tranh cãi, nghĩa là ta đồng thuận là đồng cần thuận với HIV thôi. Đó khi em nghĩ tác nhân HIV thì em có thể xài dexa và xài sao? Khả năng xài dexamethasone trước kháng sinh hoặc là cùng lúc với liều kháng sinh đầu tiên chứ không có xài sau đó. Và mới biết chuyện gì không? Thật ra xài mấy cái cọt này trong những trùng thần kinh nuôi, những trùng nặng nó sẽ hơi bị hạn chế rồi biết không? Nó sẽ làm cho em bị lu mờ triệu chứng. Triệu chứng gì em muốn theo dõi nhất? Trong một cái ca viêm màng não mũ, sốt cũng mệt. Em đang muốn theo dõi mà nó giảm sốt, cắt sốt gì không mà nên em đã đề xa vô rồi thì em có biết rồi mà biết đúng không? Thì khi nó giảm sốt, giảm thuốc, không biết được. Rồi, cái thời gian điều trị. Tôi muốn quan tâm tới thời gian điều trị. Thì thời gian điều trị là bao lâu? Thời gian điều trị bao lâu là tùy tác nhân, đúng không? Ngắn nhất là hết đây HIV 5-7 ngày, não mô cầu đó cái cầu bị dài ngày hơn 14 ngày. Listeria monocytogenes thì là 14-21 ngày. Trực khuẩn âm âm thì ít nhất cộng nha, ít nhất 3 tuần hoặc thêm 2 tuần sau khi có kết quả cấy âm tính đầu tiên. Nghĩa là em có kết quả cấy và ra âm tính thì em lấy kết quả này đầu tiên đó là em sẽ sao? Thêm 2 tuần sau cái thời gian, cái mốc thời gian đó đó. Và người ta nói là chọn cách nào mà thời gian dài hơn để mà nó an toàn. Nhưng mà nói mấy đứa nghe này, đối với đứa biết cái thời gian lâm sàng thì mình xài bao lâu? Mình xài 14 ngày đối với đứa biết. 14 ngày là trên khoa nhiễm. Ở sơ sinh là thường, sơ sinh thường 21 ngày. Tại sao vậy? Không phải đâu mấy đứa ơi. Tại vì mình bị nãy nói đứa rồi, mình hay bị là cái chuyện là mình không tìm được cái tác nhân vi khuẩn học, mình không biết tác nhân thật sự, mình không có bằng chứng vi khuẩn học. Thì sao? Mình sẽ lựa gì? Mình đánh phủ đầu luôn á cơ. Mình đánh mình bụp cái thằng nào gì? Thằng nào mà dữ nhất, thằng nào dài nhất. Đối với mấy đứa lớn thì sao? Thằng phế cầu là thay vì là chọn 10 ngày ngu thì chọn 11 ngày, mình chọn 14 ngày. Còn thằng sơ sinh thì sao? Hay chọn nhân nào dài nhất thằng 1 ngày, nghĩa là lấy 21 ngày. Và sơ sinh em sẽ hiểu là thật ra cái chỉ định mà chọc giờ chỉ sống lần hai không phải bắt buộc với tất cả các ca nha. Nghĩa là em chọc một lần rồi chẳng nói có bệnh rồi, nhưng mà để mà gọi là chọc giờ lại là tùy theo, ví dụ như em muốn để mình chọc đi em học thủ thuật này kia thì em có làm, chứ thật ra không bắt buộc những cái ca nào cần phải chọc lại lần hai, những ca mà diễn tiến nó không thực tế đáp ứng kém kỹ hoặc sốt tới sốt lui này nọ thôi. Còn những ca mà diễn biến ổn có thể không cần thiết chọc lại trước khi xuất viện gì hết, nhưng mà sẽ sinh rất là hay chọc lại. Tại vì biết đúng thế này nè,
em không chọc lại lấy gì có kết quả cái gì nó tỷ mà âm tính là ngay lần nhất, em hiểu không? Tôi xin thì là hay có cái chuyện chọc lại chọc lần hai để người ta coi tác nhân này, tại vì liên quan tới lít cơ. Nhưng mà nếu như không làm cái chuyện này thì người ta hay đánh kiểu 21 ngày là vậy đó nha. Nên là đừng nói thắc mắc tại sao sau ca nào cũng đến 14 ngày, ca nào cũng đến 21 ngày đối với viêm màng não là như vậy, tại vì mình bị vướng một cái chuyện mình không có bằng chứng vi khuẩn học đó. Cái cận lâm sàng mình không có mạnh cho nên mình hay làm theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa là như thế. Rồi thôi bây giờ mình qua bài đây nè, chỉ định chọc giò đến phần hai nè, đáp ứng kém chứ là điều trị nè ha, có cái giải pháp khác viêm màng não về vi khuẩn 5 năm đúng không đứa, là đến tới tác nhân ở sơ sinh, thấy chưa? Cho nên là tôi nói là sơ sinh là cái thằng mà hay chọc giò lần hai, chứ còn thực ra đứa khoa nhiễm thường là không nhất thiết, có thể cái cầu này kia cũng sợ hay chọc giò lần hai, chứ còn thường cũng không bắt buộc hết. Rồi thôi mình học bài nè, học cái bài cuối cùng đúng vậy nha. Bài cuối này thực ra bài của ông Thầy Hưng, không phải có tôi, mà ổng đi học nghiên cứu sinh là được, có gì vậy? Ủa là sao? Ủa sao vậy đó? Này, nói từ sơ nha. Cái bài sử dụng thuốc ở trẻ thì thật ra đối với người với mấy đứa nó sẽ có một số vấn đề liên quan tới sử dụng thuốc, nó hơi khác biệt so với người lớn. Ở đây cái slide đầu tiên thấy đưa lại gì, cơ thể trẻ đang lớn đang phát triển tại vì nó chưa hoàn thiện, và đừng có nghĩ là con nít là người lớn con nhỏ mấy đứa, nếu như mà nó người lớn nó 50 kg được cho liều này thì con nít tôi sẽ thu lại cái chia thì có khi không hoàn toàn là đúng như vậy đâu nghe, tại vì mỗi cái đặc điểm sinh lý của nó khác hết trơn. Ví dụ như độ hoàn thiện của cũng như là độ gọi là độ trưởng thành của gan của thận, nói chung là nó khác, cho nên là có khi không phải là cứ liệu là người lớn nhiều chia bớt lại con nít thì không đúng, nghĩa là đừng có nghĩ nó là người lớn nhỏ. Rồi các thông tin về thuốc đối với trẻ đó, có thì em thấy không, có những thuốc họ chưa nghiên cứu trên đối tượng lứa tuổi này này ABC gì đó, cho nên là sao có khi ít có thông tin để sử dụng thuốc ha, dược động học dược học dược lý di truyền sử dụng thuốc ở trẻ em sao để cho an toàn hợp lý. Cái bài này mình tìm hiểu sơ chút xíu. Dược động học của thuốc nó sẽ liên quan tới cái độ hấp thu hấp thụ của thuốc nè, phân bố thuốc nghe chuyển hóa và bài tiết thuốc. Mình đi vô một số ý này, hấp thụ thuốc đi, nó liên quan tới chủ yếu cái đường dẫn thuốc nha, em sử dụng đường dẫn thuốc nào được sử dụng thuốc á. Thầy bây giờ một số điều xài thông dụng cũng như đường uống, tiêm chích bôi da nhỏ chỉ dùng chim bị xương, đường uống nè. Đường uống mình thấy nó gì, đường này là thông dụng ha, dễ sử dụng, nhưng mà nó cũng có, mình thấy nó thuận tiện là chỗ là nó ít tai biến đường uống mà. Nãy nói trước đó, giả sử sốc thì sao, đường uống có không? Có chứ, sốc và đường tiêu hóa vẫn có, nhưng mà sao cơ bản là nó từ từ thôi, mà không phải từ từ mà nhẹ đâu nha quý anh chị nha. Nhưng mà nó chậm hơn mới, chậm hơn thiệt một vài tiếng sau, còn hàng sốc thuốc mà sốc chích là một vài phút mà. Ít tai biến nè, nó sẽ ít tai biến, không đau đúng không, kinh tế hơn, thuốc đủ vẫn đỡ hơn mình tiêu chích đó. Nhưng mà nó sẽ bị những cái vấn đề bất lợi sau này, ví dụ như rằng con nít nó đâu có hợp tác, dễ ói như đúng không, dễ nôn ói, hoặc là con những tình huống co giật hôn mê thì sao mà xài uống được. Rồi liên quan tới mùi vị thuốc, dạng thuốc ha, những cái dạng viên nén thì mình phải nghiền, phải pha ra nè. Khả năng hấp thụ không hằng định, không thật ổn định, nó liên quan tới nhiều yếu tố thứ đó. Đây những cái chế phẩm thuốc nha, viên nén và viên nang rồi dịch siro rồi gì nữa ta, gói. Đây những cái hấp thụ thuốc nó liên quan tới gì nè, thật ra con nít đó, nó sẽ có một số đặc điểm khác với người lớn. Ví dụ như đang nhắc đến pH dịch vị thì những cái pH dịch vị ở trẻ em có biết gì không, tiết ra dịch axit hơi ít, và khi ít như vậy mấy đứa có biết gì không, khi mà tiết axit ít thì một số cái thuốc mấy đứa có biết cái chuyện mà sơ sinh trẻ nhỏ mấy đứa mà dưới 1 tuổi á, người ta hay người ta có cho uống mật ong không, mấy đứa có biết nhà có bé nhỏ mới sinh cháu mình mới sinh có cho xài mật ong không? Không, mấy đứa nhỏ người ta không nha. Mấy đứa tại sao không? Nó liên quan tới cái phần, nhiều khi mình cứ nghe cấp cấp gì mà mình không hiểu tại sao nó cấp như vậy. Là tại sao? Cái mật ong đó ai biết được, có thể ký sinh trùng, ốc trùng kia đó, thì những cái
Có khi mà đối với một cái bao tử, nghĩa là một cái dạ dày của một cái người lớn trẻ lớn đi, thì cái dịch vị tiết đầy đủ thì sao? Những cái tác nhân, những cái mặt, nghĩa là những cái nguy cơ đó nó sẽ không tiềm ẩn được. Ví dụ như vô dịch vị axit quá thì sao? Nó sẽ bị phân hủy đi. Còn đối với những cái bạn nhỏ nhỏ tuổi, nhỏ tháng dưới 1 tuổi thì thường cái dịch vị nó tiết thấp hơn mấy ha, pH nó không đạt như bình thường thì nó sẽ bị sao? Khi mà nó nhiễm những cái tác nhân, nó thể là nó nhiễm đột vô cơ thể nó, nên là người ta không biết cáo xài mật ong đối với những đứa trẻ nhỏ nha. Hồi đó tôi nghe vậy chứ tôi cũng nghĩ rằng khi mình đọc mình nó hiểu luôn rằng nó liên quan tới pH vị của dạ dày đó. Rồi và khi mà dính tới pH này nó thấp, đứa biết chuyện xin lỗi, nó tiết ít đó, nó liên quan tới hát thuốc, biết cái gì không? Những cái thuốc mà nó ví dụ như nó tính axit, hoặc tính axit đi thì sao? Nó cũng nghĩa là khi mà ví dụ như nó sẽ không được phân hủy đầy đủ chẳng hạn, đúng không? Cảm như vậy. Rồi thêm chuyện là thời gian làm tổng dạ dày thì của những đứa trẻ này có khi nó không giống người lớn nha. Có những đứa lứa tuổi ví dụ nhỏ thì có thể là nó chậm hơn hay chẳng hạn, thì những cái thời gian làm tổng dạ dày chậm hơn thì cái huyết ở lại trong phần dạ dày nó chậm chẳng hạn, nó lâu hơn. Những cái thuốc như là nó cần ví dụ như là những thuốc mang tính 3 giờ đi thì nó dễ bị sao, nó bị phân hủy mất tiêu rồi, những nằm nằm nó lâu quá hay gì nó phải xuống dưới bằng cái ruột đi, nó không, nó nằm nó một phút luôn thì nó bị phân hủy mất một phần, cho nên nó sẽ bị giảm cái dụng thuốc nha, độ nó thu thuốc giảm. Và sự tổng hợp axit mật của trẻ nó sẽ hoạt động của gan mà chưa có hoàn thiện hoàn chỉnh, cho nên là cũng giảm những cái thuốc mà chuyển hóa qua gan chẳng hạn thì nó sẽ giảm. Rồi đường hậu môn à, và mấy đứa nên biết nha, nhưng mà cái thuốc à được uống đường hậu môn thì mình thấy nó sẽ thuận lợi trong những tình huống là gì, ói quá uống không được ha, nhiều đứa trẻ nào hợp tác đâu nó thấy thuốc nó sợ rồi, hoặc đứa thì hôn mê co giật này, mình sẽ xài qua đường hậu môn. Thì nhưng mà nên nhớ nghe, những cái hấp thu qua đường hậu môn sẽ không hàng bệnh ha, khó để tính được cái sinh cảm dụng thật sự nếu mà không biết cái hấp thu gì. Đường tiêm thì dẫn thuốc nhanh đúng không, nhưng mà đòi hỏi những cái kỹ thuật này kia cho nó an toàn vô trùng nữa chẳng hạn, và dính cái chuyện biết gọi là dễ bị biến chứng gì nọ ha, sốc xiết gì kia nọ, những cái bất lợi ví dụ như đau nè, áp xe phản ứng ha, phản vệ chứ à thôi nha. Ủa sao nãy giờ chưa nói tim bắt tim à, tôi nhắc tới tim bắt một chút xíu. Thật ra có những cái tim mạch thì mình thấy là cái sinh lý dụng mình sẽ biết rõ rồi đó, nhưng mà đối với tim bắp thì đang hỏi mấy cái chuyện mà sinh đạt sinh lý dụng nó tốt thật sự là tốt không, cái độ hấp thu nó cũng không hoàn định, nhưng mấy đứa gì không, nó liên quan gì không. Còn nít thì cái bắp cơ nó sao, thì nó nhỏ. Và thêm cái chuyện là gì, cái tưới máu hỏi nha, tim bắp thì cuối cùng mà để hấp thu vô để mà thuốc có sinh lý dụng thì cuối cùng cũng là hấp thu vô máu đúng không, thì nó liên quan tới cái phân bố máu tưới máu ở cái vùng cơ đó nữa, và nó cũng chưa thật sự là hoàn thiện, cho nên là cái chuyện mà hấp thu qua tim bắp đối với trẻ em nó cũng không thật sự là tốt. Rồi, thay da có đặc điểm gì nữa nha? Diện tích da lớn là so với gì? Thực ra da nít so với người lớn thì sao? Đâu có lớn, đúng không? Nhưng mà diện tích da trên tỷ lệ cân nặng cơ thể thì là của con nít nó sẽ lớn hơn khoảng gấp 3 lần của gì? Của người lớn. Cho nên là khi diện tích da lớn như vậy nè, thêm là cái da con nít là sao? Mỏng và nước nhiều nghe, nghĩa là cái hệ thống mạch máu nhiều, cho nên là mấy đứa sẽ thấy một cái điều rất là ghê như vậy nè. Mình bôi da, thật ra mình khi mình nghĩ tới bôi da là mình nghĩ tác dụng ở đâu? Tác dụng tại chỗ không? Là tại da. Nhưng mà nó bị một bước một điều là gì nè? Là có những đặc điểm gì nè? Diện tích da, nó sẽ da nó rất mỏng. Cái độ mà nước nhiều lắm, cái bộ cái dịch ngoại bào nó nhiều. Ha, cho nên cái phần mà hấp thu sao? Có nhiều khi là cái chuyện mà mình nghĩ là mình đang muốn đạt được cái là chuyện là tôi bôi da thôi. Tôi tác dụng tại chỗ nhưng thật ra là nó lại thấm vô luôn vậy. Thấm vô máu và nói chung là nó sẽ gây tác dụng toàn thân luôn ha. Cho nên là ý tôi nói là có khi là mình bôi là bôi nhiều quá coi chừng là tác dụng ngược ngang, mình cái phản ứng phụ nó nhiều lắm. Rồi trước mấy đứa trẻ quá, cái thời mà người ta sản xuất phấn rôm á, phấn bôi cho bé, mấy đứa cái phấn phụ nữ nha, phấn bôi cho bé, mấy đứa mới đẻ đó, phấn rôm á là mấy đứa dâm. Cái thời sản xuất hàng giả hay gì đó, mấy ông là họ làm sao mà sản xuất cái nó bị lẫn cái tạp chất lẫn cái hoạt vi gì đó, khi mà bôi á cái một số đứa bé đó nghĩa là gây tử vong một loạt những cái ca mà em bé sơ sinh này kia đó, khi mà người ta tìm ra bắt đầu người ta nghĩa là ý tôi nói là gì, là bôi da thôi đó, là bôi da thôi, nhưng mà những đứa đó là sao, tại vì da đứt mà nó mỏng như tôi nói là cái đặc điểm nó vậy đó, cho nên nó thấm vô máu và nó gây khi mà hấp thu vô trên cơ thể nó và tác dụng là gây xuất huyết ha. Thì sau đó người ta mới phát hiện ra là trong cái chế phẩm, nghĩa là trong cái sản phẩm đó nó bị lẫn cái tạp chất bẩn này kia ra. Thì tôi nói là cái chuyện mà bôi da trên con nít thì mình nghĩ mấy đứa đừng nghĩ
nhiều cái thuốc mà đang mong muốn là tác dụng tại chỗ nhưng mà trên cơ địa trẻ thì sao, nó lại gây gì, cái hiệu ứng toàn thân, chỉ hiệu ứng toàn thân luôn á, biểu hiện toàn thân luôn á, ha, nên nó không đạt được cái tác dụng tại chỗ mà. Cho nên cũng cẩn thận với chị Bương Nha nha. Nhỏ mũi, nhỏ mắt, à, khí dung thì mình thấy là cái khí dung sẽ sử dụng vào cái gì ta, cái kích thước hạt đúng không? À, kích thước hạt mà nó sẽ đạt được là khi mà mình phun vậy thì nó sẽ vào được tới đâu, ví dụ như phần gì là thanh quản hay là khí phế quản hay là vô tới tận tới nang, thì tùy cái kích thước hạt. Và kích thước hạt mình muốn xài đạt được là dựa do xài cái máy khí dung của em hay là xài cái qua cái bình xịt định lượng chẳng hạn, nghĩa là tùy cái loại mà cái kích thước hạt nó sẽ khác nhau. Đây, cho nên thấy cái vụ mà phun AR, phun với thanh quản rồi là viên thanh quản cấp thì hay phun với oxy bao nhiêu đó. Còn nếu mà phun trong hen xỉn ventolin mấy cái sabun mon á, phun nhãn cái quản thì mình phun mấy lít phút phút để làm mình muốn đạt được cái mà để cho tôi những cái hạt nó rơi xuống chỗ con cái nang kia nọ, các cái quản nghĩa là xuống khóp dưới thì tôi sẽ là khoảng 6 lít đúng không, còn mấy thằng mà thanh khí quản ở trên cao hơn thì tôi sao 4 lít, nghĩa là tùy cái mức độ hạt, cái thước hạt mình muốn đổ xuống ra đó thì mình sẽ cho cái áp lực bao nhiêu. Phân bố thì nãy nói rồi nha, hấp thụ nè, phân bố thì mình sẽ thấy là phân bố thì nó sẽ phụ thuộc nhiều nhiều thứ, ví dụ như phụ thuộc vào cung lượng tim, phụ thuộc lưu lượng máu đến các cơ quan nha, và cái pH dịch thể, khối lượng nước tương đối, nước mà mỡ tương đối, nhưng mà cái dịch phụ thuộc cái lượng dịch nội bào ngoại bào mới nhất, và khả năng ngắt thuốc với protein huyết tương. Và trẻ em nó bị một cái nhược điểm như này là cái protein trong máu nó sẽ thường nó không, nghĩa là sản xuất không đầy đủ, ha, cái gan nó chưa hoàn thiện, cho nên là cái độ gắn kết của protein với thuốc nó cũng bị hạn chế, cho nên nhiều khi là nó gọi là cái độ tải thuốc nó không tốt như vậy. Thì nó vào đây là cái hình này minh họa cho em á, là theo tuổi khác nhau cái tỷ lệ dịch nội bào ngoại bào cũng sẽ khác nhau, phân bố thuốc chắc chắn sẽ khác nhau đối với cái tuổi khác nhau, rồi độ gắn kết của protein với thuốc cũng khác nhau. Chuyển hóa thì liên quan tới gì, gan, vai trò của gan và thận thì mới biết coi người thuốc nó sẽ bài tiết qua gan và thận, thì mình thấy cái độ mà gọi là cái độ trưởng thành của gan thận đối với trẻ em nó cũng chưa có hoàn thiện, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới cái thuốc của mình. Mức lập cầu thận là bài tiết của thận, cho nên là mức lập cầu thận kém mình thấy là gì, hậu quả là thời gian bán thải cái thuốc nó thể nó kéo dài và nó dễ gây ngộ độc. Nếu có những cái thuốc, có một số thuốc mà cái độ an toàn nó hẹp á thì nó cái điều xài nó hạn chế nha. Tóm lại, chuyển hóa thuốc cao thì là do cái phần chuyển hóa trên cơ thể, nghĩa là những đứa trẻ thì có thường cái thông thường cái độ chuyển hóa của trẻ nó mạnh nha, và tỷ lệ nước của cơ thể nó cao, và diện tích da của trẻ lớn so với cái cân nặng của nó nghe, chứ đang nói chứ mà so với thật sự thì không, nhưng mà đang nói so với cái cân nặng của trẻ so với người lớn đó. Chuyển hóa mình sẽ xài cái liều thuốc xài liều cao, nhưng mà những một số trường hợp thì phải xài liều thuốc thấp là do gì, là do gan với thận nó chưa có hoàn thiện, và độ gắn kết của thuốc với protein nó kém. Có một số cái về liên quan tới cách tính liều của đứa trẻ con cũng học. Cách tính liều thì người ta có thể tính qua cái thường dùng là cân nặng mới đúng, nhưng mà nếu mà nói cân nặng thì thật sự nó không phải là thật là chính xác, nhưng mà nó dễ sử dụng đúng không? Cân nặng bao nhiêu tính cái nhiêu thôi. Nhưng mà có thể tính theo cái diện tích da. Diện tích da này có công thức mới đó, diện tích da nhân lượng thuốc thì lớn chia cho 1.3. Và cái công thức tính diện tích da thì là có cái đây nha. 4B cộng 7 nha, cho B cộng cho 90. Đó, có thể tính theo đây. Hoặc là theo tuổi. Không, thôi đừng làm theo tuổi. Thường mình hay áp dụng trên sàn là áp dụng cân nặng, hoặc là một số cái mình theo cái diện tích da chứ. Bạn hay xài đó. Chứ còn theo tuổi nữa. Nhưng tắt cây đơn thôi, còn này tự đặt nhé. Thôi. Cái phần phút sau mới tự đọc những gì thuốc không cách đó rồi đó đúng không? Rồi thôi mình nghỉ nha. Ok. Khát em khát. Khát. Tao khát quá. Khát ơi, tao khát.
Khai trước mặt bây giờ. Ngày mai. Chết ơi. Thật. Đi rồi.